Alo, Alo, thằng đã, mày tìm thấy cái người đây Hiếu ơi, ấy mới biết đây được đây người. là Hiếu ơi, đây là Hiếu ơi. Ok, ê ui mình lại Hiếu ơi, em nghe anh nói à, em trang đô ran rồi, em không nghe tiếng ai hết rồi. Mẹ mẹ nhất là đây rồi, ba anh em mình đây rồi. Ba anh em mình bôn chung với nhau, mẹ kia mẹ kia mới bôn một mình. Đâu đấy rồi, đi kiếm em đi, em hình như chủ cũ em. À đây nè, đây. Chị nói sẽ giới thiệu cái gameplay của game này, nó kiểu sẽ tìm lối thoát, có nghĩa là sẽ có một lối thoát ở quanh đây, ở trong cái mê cung này, mọi người phải tách nhau ra để đi tìm. Ok, đã hiểu. À, tờ giấy à, cái thứ là này phải nó sửa, không muốn chúng ta phải sửa, thoát ra khỏi đây. Cái lối à, lối cái thoát nó là một cái lỗ hình vuông, và chúng ta cần tìm một cái như kiểu cầu thang ấy, sắp xếp lại, trèo lên đúng cái rồi, đấy. Phải tìm cái thang sau đó. Đây này, cái thứ này là thứ không muốn anh em mình rời khỏi đây này, cái thứ bên phải này này. Ui, cái con gì này? Coi nghe tiếng gõ cửa không? Thằng này là bị suy dinh dưỡng mọi người ạ. Ui, cái thang kìa, anh thang nè. Ê, em hết bị rồi, hết bị ra rồi. Ok. Ok. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao với thang cái này? Bây giờ làm sao đây ta? À đây nè. Cầm lên nút nào? Cầm. Ô, chúng ta phải lắp nó vào. À, ấn nút F, Ủa, anh bấm gì để lấy được vậy? Nút F. Đúng rồi. Ui giời. Ờ lắp được rồi. Chứ nó không phải là SCB đâu. Trên này có chìa khóa. Em còn một mảnh rồi nè. Lên đi. Lấy được chìa khóa, xong sao nữa? Lấy rồi. Như bên này đúng không? Đây rồi. Anh em ơi, biết vì sao bị ra rồi. Đây. Cái input gain ấy. Sao? Input gain để cao quá là bị ra á. Thì đúng rồi. Em nhỏ. Anh ra em kéo lên ba. Cái con bị suy dinh dưỡng đứng ngay cạnh luôn á. Sao mọi người? Chạy đi. Đốt lượt á, đốt lượt vô. Shit. Ôi, nó rượt xuống. Chạy đi, đáp ơi. Má, rượt hoài luôn. Anh em nhìn này, Cái này không có lên được. Không phải, cái chìa khóa nó là một cái chìa khóa hình luôn anh ơi. Chứ thẻ này anh đánh nút C đi. Đấy. Nó là một cái thẻ dùng để dạng giống như scan cửa à. À, cái thẻ này là dùng để cho mọi người kiểu thẻ hỏi theo mày là ai cái kiểu nè. Đúng rồi. Thì đó thì giơ ra là biết. Thôi à. đi thôi. À. Ban nãy Dũng có trèo lên cái cầu thang lấy được cái chìa khóa rồi. Mà sao ấn Y mở backpack lên không thấy chìa khóa đâu cả. Nữa à? Ui đấy. Ôi. Nó hốt ông nào ấy? Nó hốt Gino rồi. Nó hốt Gino rồi, hốt sếp rồi. Bên này tối này chưa tới bao giờ này. Đuổi đúng ghê luôn á. À cái chỗ tối mà bạn à, đây. Tối thui à. Đây nè. Á? Ủa mở đâu xem. Ủa mà anh Hiếu đâu rồi? Ủa em có chìa khóa à? Em đâu có. Anh mới có mà. Anh ủa ban nãy quá đó. Ban nãy anh trèo lên anh lấy được chìa khóa rồi, nhưng mà ấn nút Y mở backpack lên không thấy chìa khóa đâu ạ. Anh em ơi, chúng ta phải anh em mình phải đi kiếm một cái cầu thang nha, rồi sửa cái cầu thang đấy rồi lấy cái chìa khóa. Sau khi lấy được chìa khóa thì tìm một cái cánh cửa gỗ. Đó. Ok. Ủa chứ không cánh phải cái đó là cái lối exit hả? Exit à, nó có chữ exit. Nó không phải exit đâu. Cái này chỉ là lấy chìa khóa thôi. Không phải bà ấy. Ok đi. Gino nhiều khi Gino vừa trở thành DJ đi. Ủa có cái cửa gì nè? Ủa mở luôn rồi. Đó. Đây. Đây đúng rồi. Đây. Yes, ok. Nói. Ôi, không được. Ui, gì đấy? Ui. Nhấn. Cái gì á? Sao rơi nãy xuống rồi, nhấn. Alo, Phấn Nga nè. Rơi chết rồi. Không, rơi xuống trời. Ê, rơi xuống đây không chết. Rơi xuống không chết. Ui, nhảy xuống luôn. Ui, vãi lìn. Ui, vãi lìn. Ô, kiểu lắc. Má cái game phải tròn mãi. Sợ vãi mấy đứa.
Xuống đi, xuống đi em ơi, không sợ đâu. Nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn, nhảy xuống luôn cho nhanh. Nhảy xuống luôn. À, nhảy xuống luôn. Anh em làm như này được không? Em làm như này được không? Dịch ghê mà. Gãy xương sống rồi. Thế giới no clip có khác. Ôi, anh em mình đang ở đâu đây? Khá hay mình. Chạy đi em ơi. Ôi nó rơi xuống, chết cu. Oh no. Khoan đã, hình như nó gượt ai rồi? Nó gượt anh Zino thì phải. Ôi cái gì đây, cái gì đây? Anh ơi. Anh Dũng. Có biểu hiện. Vãi nồi. Mũi tên. Đi qua bên này. Có mũi tên. Ấy, đây này, bên này mũi tên hai cái đây này. Điên em ơi. Qua đây. Không phải hướng đó đâu. Bên này. À, mũi tên nè. Bên này. Phải đi đúng cái hướng đó là sao á? Đúng rồi, đi vô trong này. Ờ, đúng rồi, okay. Đây rồi. Nhưng mà anh Hiếu đâu? Hiếu đâu rồi? Không biết. Trang đi kiếm anh Hiếu đi. Để ra ngoài kia. Phải nồi kêu em đi kiếm anh Hiếu. Bị vô lý ấy. Đâu vậy? Anh Hiếu ơi, qua đây. Ôi, anh Hiếu kìa. Kéo anh Hiếu qua đây. Anh Hiếu. Mẹ. Qua đây, đi luôn. Chạy vô đây. Chạy theo Dũng. Chạy theo Dũng. Đây rồi. Lên cầu thang. Hay, nice. Ảo thật đấy. Anh Hiếu sao bị nó rượt hoài vậy? Tôi công giờ cho mọi người đi tìm gì. Hợp lý. Mẹ nhìn anh Hiếu bị quái gì từ xa. Đây, đây chúng ta đang ở level 1 của nãy là level 0 thôi nha, bây giờ là level 1 của backroom. Mẹ thấy cái map vừa nãy là map mo à? Chúng ta đang ở level 1 của the backroom. Nó là kiểu một cái khu để xe ấy. Như một cái hầm để xe máy ấy anh em. Ui, cái này đúng ghê luôn ấy. Ê mọi người ơi, anh em ơi. Nó bảo là bấm C. Ban nãy đây, đó nè. Nó nhắc mình là nè, con Mimic nè. Vãi. Mimic đúng không? Mọi người nhớ tên nha. Doctor Dũng Senpai nhá. Thế thì đúng game này phải chơi ấy rồi, phải chơi bằng voice game. Ý của em là nếu mà chúng ta đi chung thì chúng ta sẽ không bao giờ cần phải giơ ID, chúng ta chỉ là gặp một thằng nào đó mới thì chúng ta mới cho kêu nó check ID ấy. Tự nhiên có 4 thằng lòi ra thêm là 5 thằng thì tất nhiên là phải là ảo đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy chắc chắn là anh em ta sẽ phải hiến trang cho thằng đấy. Hiểu. Cái mic của nó thiết kế đúng ghê luôn á. Xíu nữa tự nhiên thấy thằng thứ năm cái hỏi nó, cái nó kêu túi là lực kiếm việt. Túi con nét từ Mỹ quá. Quỷ vãi. Mở lúc nào ấy? Nút F anh ơi. F. Ôi cái gì này? Ôi, đèn pin. Damn. Này. Game này có body lock đúng không? Game này có body lock đúng không? Ôi trời, lon nước này ngon quá vậy, em uống trước nha. Đâu? Đâu rồi? Em muốn rồi. Ủa? Ai vậy? Uống nước là chạy nhanh à? Yêu quá. Ui, uống nước chạy nhanh thế. Ai vậy? Hello. Ai vậy? Vô thẻ, vô thẻ. Vô cái ID. Vô thẻ ra. Vô cái ID. Rồi, nó là hack fake rồi. Nó fake rồi anh ơi. Nó fake rồi. Ui, khỏe không vậy ông đủ? Đâu rồi? À hiểu. Trời ơi. Vãi. Mọi người đi. Vãi chưởng mà em tưởng thật chứ. Điều thực sự. Trong. Để làm người cầm đèn khả năng cao luôn là người
luôn là cái người ê trong lại giúp tôi cuối hoài ấy. Nói nhiều, nói nhiều. Mọi người, mỗi người một chiếc, ngon. Mỗi người một chiếc. Tôi lấy cái khỏi nha. Đâu, bấm bấm cái gì? Bấm cái gì? Đâu có bấm được rồi. Một chiếc là năm. Cầm bấm được đâu, nói vậy thôi là gì bấm được không? Con nào đứng dưới đường kìa. Dũng ơi. Thằng nào đang đứng dưới đường vậy? Đứng dưới không phải anh Dũng rồi đó. Anh Dũng ơi. Còn quay ngược lại nữa. Nếu không phải anh Dũng rồi. Ê nó đang đi tới kìa. Nó ngược em. No 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 no. Anh ơi anh ơi. Chạy. Không phải anh Dũng rồi đó. Má tôi đi nhanh đi. Hiểu đâu rồi. Oh shit man. Chạy nãy giờ đang ngồi xem là mọi người ơi, mấy cái chiếc ô tô ấy nó có một cái gì đấy rất kỳ lạ này mà chúng ta phải quay lại những chiếc ô tô. Đúng rồi giải đố á. Đúng rồi như giải đố đó thông qua màu sắc hả? Đúng rồi. Ban nãy Trang tưởng thật hả? Thật mà ơi. Bao nhiêu anh em? Bởi vì trong bức ảnh này nó không có cái bán tải. Chúng ta nó có cái hình dáng có sẵn thôi. Đâu bức ảnh nào? Đỏ xanh đỏ. Đúng không? Đỏ nó không xanh có cái đỏ. Vứt cái bán tải đi. Vứt cái bán tải với cái sedan ở bên trái ngoài cùng đi. Cách là để đón mật khẩu là dựa vào mấy cái xe này thôi à, chứ nó không có liên quan gì cả. Ôi mày thôi đi rồi. Cái gì? Anh em có thấy gì không? Không. Ô. Ôi Dũng heo ơi, Dũng. Alo. Ơ. Qua được nè. Ồ may quá. Anh em giải được à? Ủa, hồi nãy giờ nói Trang giải được rồi mà. Nãy giờ kêu Trang giải được rồi, nhấn qua rồi. Cái màu xe rõ ràng nó chỉ đơn giản là đúng nghĩa là blue, yellow, red luôn á. Mà do mà blue nghĩ nhiều yellow, quá. Yellow, red ấy, đúng rồi mà. Rồi. Cái xe đầu tiên tại ban đầu nếu nói cái màu xe rồi. Cái xe đầu tiên nó là màu gì nên là cũng rất thể điền được. À chìa khóa này anh em. Pin là cắm mèo. Có chìa khóa rồi nhá. Một chìa. Pin trông như là cái khúc nhị côn vậy. Có chìa khóa rồi nhá. Một chìa. Ok. Như lụng nhiều á. Phải tìm lối thoát. Ê khả năng cao là giờ chúng ta sẽ bắt đầu gặp cái con Mimic kia đâu. Nãy giờ đâu gặp Mimic đâu. Mà nãy anh Dũng chết là sao vậy? Nãy tự dưng bị hoa mắt cái đi luôn. Nó hiện lên cùng. Ôi có thằng nào đứng đâu kia? Có thằng nào đứng đâu kia? Rồi. Anh em ơi. Kia. Đúng rồi. Đó. Đó đây Mimic đây, Mimic rồi. Đó đây. Khóa này hai chia. Đi vòng rồi. Ôi. Ôi đi sát nhau kệ mẹ đúng không? Đấy là game này đéo cho thấy. Ôi nó tới, nó tới rồi. Chạy vô mình rồi, chạy vô mình. Ê, bạn ơi, đừng gương mặt bạn ơi. What fuck ui. Nó hóa thành con gì khiếp vãi. Ui chân chuông kìa. Ui anh ơi, chạy anh ơi. Ui Trang bị thằng mẹ. Rồi xem có phòng gì không anh? Rồi xem có phòng gì. Ok. W. Thôi. Ôi chết rồi kìa, nó giết rồi. Đúng rồi. Nó giết đứa nào rồi. Chắc cái Trang chết rồi. Đây, có phòng ấy nữa. Có phòng. Đây đèn pin. Đây. Hai đèn pin. Chìa khóa không? Đây, đéo có gì hết. Không có. Chạy đi Trang ơi à. Nhặt thêm cái nữa. Ê, anh có nhặt được cái chìa khóa nào không? Anh không. Đấy, ok. Em hai cái rồi. Ôi ông kia bị rượt kìa, ông nào bị rượt kìa. Thằng lồng ngồng có đuổi kìa. Cái như Zino chết thì sao ấy. Ui đây nè, chết đây nè. Đúng rồi. Cứu sao, chạy luôn đi chứ cứu sao nữa. Chạy đi. Làm thế nào được cứu. Ui toang rồi. Cất đèn pin đi em ơi. Ok. Ui fuck, mày vào đêm gì nó đang đuổi em đấy. Đóng cửa rồi.
Anh ơi, vào vào phòng đóng cửa, vào phòng đóng cửa. Ôi! Vào đi, vào đi em ơi, vào đi. Vào vào phòng đóng cửa, vào phòng đóng cửa. Má! Các thằng Dũng này đi. Má, nó đóng đúng cái cửa, mình đang định vào với nó. Anh yêu ơi. Alo. Anh em ơi. Ngay bây giờ hai con mimic nó không còn giả bờ nữa rồi. Nó biến thành quái luôn rồi. Bây giờ là công ty trách nhiệm một thành viên. À, đúng rồi, anh Dũng tra chìa khóa vào được rồi kìa. Đấy. Nè, đó, hợp lý vãi nồi luôn. Thiếu một chiếc. Má bất lực. Tra được ba chìa rồi nhưng chìa cuối nằm ở đâu? Ê kìa, hay. Hay quá. Đây rồi, bốn chìa. Tuyệt vời, mở cửa thôi. Hey, đúng rồi. Yes sir. Xoay cái chìa vào. Được chưa? Ơ kìa. Oh shit, xoay rồi. Nhưng hình như cái này nó có thời gian ấy. Hình như là phải có bốn người cùng sống rồi cùng nhau mẹ kiểu bật cái chìa khóa cùng một lượt ấy thì cái cửa này nó mới kích hoạt, một người không làm được. Nó mở theo thứ tự à? Yes, yeah. Ngài Dũng set mic. Đến thực sự. Ai nói chơi lại vậy? Mẹ Dũng. Sao mày bóp anh vậy? Mày bảo anh vào mới đóng mẹ cửa. Anh để giải thích cho anh Hiếu nghe này. Cái chỗ đấy là nó có hai phòng. Dũng chạy ra thấy anh Hiếu, xong Dũng mở cái cửa phòng đầu tiên để anh Hiếu chui vào phòng đó. Xong Dũng vào phòng của Dũng đóng cửa lại. Ai dè. Anh đang định lao thẳng vào phòng mày luôn, đứng để nói chuyện với nó. Chưởng. Nhưng mà mình chết là mình bị mất hết đồ. Đúng rồi. Ồ, mất hết đồ. Ôi, rồi. Còn nước này. Mà chết là về lại từ đầu á nha. Em nước. Lùng đèn pin kìa, lùng đèn pin. Đâu đèn pin đó. Mỗi người một cái đi. Anh lấy mất rồi. Trời ơi, hai lai. Ngon, ngon. Ủa, hồi nãy là sao nhấn được hay vậy? Tưởng bốn. Hồi nãy ấy là nhấn nhanh, ấn nhanh vặn nhanh liên tục á. Đúng rồi. Đến nhanh là được. Nghĩa là về cơ bản có thể bốn người cùng quay. Mắt phải bị dọa ma thì đéo biết chạy kiểu gì luôn. Đúng rồi. Cái này như Slenderman đấy nhở, tối vậy. Anh ơi, cái phim này không có tập 2 đâu không anh? chưa biết. Hết content thì... Nếu hết cưới content thì thôi. Ôi, còn thiếu một người. Ồ? Đây. Ôi, game này run nhá, run phết đấy. Ui, cái map này sợ quá liền đấy. À, mình đi bên phải trước đi. Ui, sao nhiều đường vậy? Mẹ. Ơ? Ồ, xuống đây hết tiếng ù. Sao lại đi xuống tiếp? Lại xuống nữa nè. Là sao? Lại có đường đi xuống nữa. Cửa này mở được. Ơ đi là xuống. Nhà cái vòng lặp à, vòng lặp rồi. Mà em đau tim quá. Cái map này vòng là phải vòng lặp rồi. Đâu? Jesus. Ủa? Có man à? Để cái map
cái map này kinh với qua mạng như vậy chết hết rồi. Chết hết rồi. Mẹ sợ thật sự luôn. Cái map này chơi yếu gì đi trời. Cái map này tối đèn pin thì yếu. Má cái đèn pin này nó rồi bãi nồi. À, nó gọi không được cái gì. Hiểu rồi anh em ơi. Hiểu mấy cái phòng này rồi. Hiểu gì? Mấy cái phòng này ấy, khi mà nó rượt mình mở ra mình ở trong là nó không rượt mình nữa. Chuẩn chưa? Đúng rồi. Đâu nó chạy nhanh lắm. Thì mình phải đứng gần những cái phòng này. Nãy anh trốn được, nãy anh trốn được. Anh vào. Anh vào đã tốt là khi mấy cái phòng không mở này được á là khi mà nó rượt mình là mình bấm F một phát là mình trốn luôn hả? Đúng rồi, mình ấn F mình mở cửa vào mình trốn luôn. Là một xíu là nó đi mất. Đấy. Phải đi xuống thôi. À đây rồi, đây. Ôi cẩn thận nha. Cẩn thận nhá. Có ai dưới hả? Tôi đó. Dũng đi xuống dưới cùng là bị dead end á. Tôi tìm sao không? Đúng rồi. Chết mẹ đấy luôn. Nó tới. Chạy. Tìm phòng đây, phòng đây. Anh em ơi. Ui ai vậy? Ai hẹo ơi. Anh Hiếu đi rồi, anh em ơi. Alo, có đây, ai đây, nghe đây, nói đây, không? Đây. Nghe nhưng anh nghe, đâu? Nghe. Ủa, sao Dũng lại nghe mọi người bên kia cái cửa, à bên kia cái bức tường nhờ? Em cũng vậy. Là sao ta? Không có đèn. Rồi đi mò tiếp nha, đi mò tiếp nha. Đây. Đây. Đi xuống tiếp. Oh my god. Anh còn anh Zino nữa, anh Zino đâu rồi? Đây xác ông nào đây? Xác của anh Hiếu. Anh Hiếu cái gì á? Anh Zino. Bỏ đi. Bỏ đi chứ biết sao đây, giờ biết ông ở đâu. Cái đèn pin nè, anh cầm đi. Anh đang cầm đèn pin. Đây nè. À, anh ơi. Anh em anh ơi. Nghĩ là anh em cứ để tôi anh nè không? Bỏ đi, Trang ơi, ông bị rượt rồi, chạy đi. Ủa là sao? Mình đi tìm đường. Cho anh Gino, cho nó rượt Gino. Là thế đéo nào nhỉ? Nghe tiếng ông Kevin. Là sao? Là bây giờ mình đi kiếm đường. À đây nè. Đây có đường rồi. Ok. Gino. Anh ơi, Gino. Đi luôn. Ôi xong rồi, vãi. Ơ, phải đủ người. Trời ơi. Anh Gino, chạy vào đi. Bên đây nè. Từ, ấn lại lần nữa thôi coi nào. Anh Zino ơi. Đây. Có thấy đường rồi. Đi xuống dưới, thấy đường rồi. Ok. Chàng, bây giờ vào ấn một lần nữa thôi xem. Hả? Và ấn lần nữa thôi xem. Nhưng sao bỏ người sống lại được? Ơ? Ơ vãi nồi bỏ luôn á. Thôi chết. Ngon, được. Bỏ chịu. Bỏ Gino lại luôn mà. Em xin lỗi anh trời. Trang ơi, Trang ấn nút á. Đây là ý tưởng của anh Dũng không phải đâu, của em. Của Trang á, Trang ấn nút á. Của anh. Anh nào, anh đâu có anh đâu. Em nói là chờ anh. Man, Gino, tôi là người đợi ông á, Trang là người ấn á. Ông phải em. Không được đâu, pha đó tôi nghĩ là ông pha đó tôi nghĩ tôi chết là hợp lý. Phải nồi. Để cho hai người này có đi giải đố. Ui phải nồi cái này. Alo. Đây rồi. What the hell? Đây, map tiếp rồi. Hôm nay có chữ lối thoát nên em chắc chắn nó là lối thoát rồi. Rồi vô luôn. Phải nồi tính qua. Người vờ cờ lờ. Qua màn luôn. Đi cũng đi. Mac. Đừng ơi. MEG. Anh ơi đi ra luôn. Ồ. Anh em check thử xem thử. What the f***. Rồi anh em ơi, đi tìm kiếm mật khẩu. Okay. Mấy cái cửa nó có số hết rồi nè. Mình phải chụp lại không nhỉ? Mình phải vào mình chụp bức ảnh lại mới được. Có gì đặc biệt không anh em? 3999 thử xem. Có cố đại anh em. 3999 phòng 3999 này. Phòng này đeo có số luôn. Trên này sang mấy phòng này bắt đầu không có số rồi. Không đi được. À ok, vậy là trong này thôi.
Ờ đấy, Invisible War hết rồi. Ok. Ở đây nè. Ơ. Không kia đâu. Quấy em. À phòng này là cái chỗ mình đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phải trường. Ơ. Lỗi à? Không đi ra được luôn đấy. À phải. Mày mẹ sao ấy Dũng. Dạng giống như là so sánh. Ok mọi người để tôi. Ai đây? Ok. Ai đây? Hình như là anh Hiếu. Shit! Ê, mở cửa kìa. Fuck yes. Mở rồi nha. God damn. Đến thực sự. Damn. Ủa? Anh em ơi, đừng bỏ tôi lại. Ok, ok. Chúng ta hay lấy cái thẻ ra để chiếu sáng. Ừ nhỉ. Ồ, cái này giống làm nhiệm vụ của Among Us vậy. Ui ôi ôi. À hay. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Giật hết cả mình. Ôi. Như kiểu mình ở. Ôi, máy mở lên được rồi. Password này. Bên này điền password được luôn này. Tí đó nó đang quan sát mình từ xa. Ừ đấy, cái phòng này á. Quan sát. À mỗi. À khoan, nhìn cái chỗ trong kia quen như kìa. Ừ đấy. Phải trường. Thì chỗ ban đầu á. Đó, chỗ giống như này mình đây. Là bị thả vào cái trong đó. Ôi mọi người ơi. Nó, ngoài này bọn nó tổ chức ấy. Tờ giấy có mật mã. À, it here you. Ấy, mật mã gì á, nhập lên trên. It here you, nhập luôn, nhập luôn. Rồi, anh em ơi, đi, xong rồi. Ở đâu vậy? Xong rồi. Được chưa? Chạy ra lại, bên ngoài. Xong rồi. Nhưng mà nó... Mở khóa cửa rồi, đi về. Chắc là cái cửa này nè. Đúng rồi. Ủa? Ờ, được nè. Ê. Bốn người phải cùng đúng, đấy rồi. Bốn người phải cùng... Anh bảo nó mở rồi mà. Đây nè, ấn vô. Kéo cần. Yes. Stay in the light. Đứng trong ánh sáng nha. Con này nào trong tối ấy. Cái gì cơ? Stay in the light. Ôi đi. Stay in the light. Rồi đi vào. Đi vào đi anh em ơi, đi vào đi. Nhanh. Qua đây. Ui. Nó ngay sau lưng kìa. Ai vậy? Ai bị vậy? Hiểu. Ông giờ con đó à, biết luôn các em. Rồi đèn xem có gì không anh em ơi. Ui. Hay là mình reset lại nhỉ? Reset lại cho anh Hiểu ấy nhỉ? Chả hiểu. Đây. Tại vì anh chết hơi sớm nên là reset lại. Chơi. À, ok. Ngay Hiếu đứng dòm. cẩn thận nha. Này chuẩn bị nè. Ủa, cửa đấy. Chạy luôn nè. Ủa, hình như mình bước vào trong kia mới chết hay sao ấy. Run. Có đứng lại please. Rồi, để xem đường đi tiếp nè. Có khi nào lên lầu không ta? Hay là mình cứ không đi. Không biết. Vào lấy lon nước ngọt uống cái đã. Không thì chúng ta có thể chia ra. Chia ra. Ờ cũng được. Mẹ nhưng mà chịu ghê lắm nha. Đi thôi. Ôi, chạy lên. Shit. Sợ vậy liền. Nghe sợ vậy liền. Quá hết tên lực ghê vậy đấy. Đi. Lên luôn. Ủa không có gì hết à? Ôi. Xong thấy gì hết? Kịp. Mở cửa trong phòng đã. Ấy. Ủa có cái gì đây? Có đường. Không gì đây? Có đường. Đường nhưng mà không, đường cục. Ơ. Wait. Đúng rồi. What? Đúng rồi đấy. Bra. Ngon. Ngon. Đi đường nào? Station. Một là đi đến cái trạm, hai là mình đến chỗ vui chơi. Khoan anh Dũng ơi, chúng ta đi chơi cái đi chơi. Có cái đường phân này nè. Ủa thế đường phía trước này như nào? Đâu? Phân hả? Ok, đi, vô. Let's go. Chắc chắn là phải đi vui chơi rồi. Người sợ không gian hẹp là nó có cái tên gì nhở? Cái gì à? Phobia gì đấy, quên mất. Cái gì kêu đấy?
Hep phobia. Là hep là hep phobia. Vãi chưởng. Mọi người ơi, sao đi lâu tới chỗ phần quá vậy? Sao mình nó ngày càng tối vậy? Đâu? Thì phía trước cũng đâu có sáng đâu. Do mình cứ đi ấy, do mình cứ đi nó bị này. Có thấy phân đâu? Mình bị lừa bởi cái phân này thôi. Bị lừa rồi. Cái phân này nó lừa rồi. Có cái nào phân này là một cái lúp ơi. Phân có nghĩa là đéo phân. À, một lúc nhưng mà nó phải quay cho mình quay lại cái chỗ kia chứ. Phân đâu đéo thấy. Thấy anh nút kết sấp mặt lên. Quá. Sao biết quên lạ đây nè. Ờ đúng rồi. Station full. Rồi ok. Ờ đúng rồi. Trời ơi khiếp thật. Đúng xa luôn ạ. À. Đi đúng xa luôn. Mọi người ơi. Anh em ơi. Sao? Lát nữa chạy ấy, đừng có nhìn lại sau lưng nhá. Tại sao? Lát nữa cứ chạy đừng có nhìn lại sau lưng là được. Nhưng mà tại sao? Ui sao mới tối. Chạy đi, cứ chạy phía trước đi. Đừng tại sao trời không nhìn lại sau lưng. Không có thấy đường. À đây. Chờ em với. Bờ hóp. Bờ. Bình đi hóp. Em không dám được. Chạy đi em ơi, chạy đi. Chờ em với. Hóp pin. Ôi thôi chết cụ ơi. Đừng dừng lại. Oh no. Ê, nó có một cái đường gỗ qua bên đó mọi người. Đúng rồi, nãy có một cái lối vào á. Ban nãy mình không rẽ. Ui vãi. Mẹ giờ phải chạy ngược lại. Ủa nãy Hiều bị con cháu dí à. Thôi chết trước, tôi đi, mọi người đi nhanh quá, tôi đi. Đây. Đi từ từ thôi. Nó phải báo cơ thì nó mới. Lát nữa cái con kia nó rượt nhanh vậy mà còn đi từ từ nữa. Nè cái đoạn này là nó rượt nè. Mà hết đèn pin rồi. Có ai có đèn pin không? Anh đang soi này, anh đang soi này. Ok. Rồi. Rồi mọi người nhanh này, mọi người nhanh nhá. Xem nó đuổi. Rồi gọi đèn pin phía trước đi. Đừng có nhìn lui, chỉ có chạy phía trước thôi. Đây rồi. Rồi, nó tới rồi đó. Đấy nha. Nó tới rồi đó. Ok. Chạy luôn, đừng có nhìn lại xuống là được. Oh my god. Ôi, đi nhanh đó. Đi rồi. Chờ em chưa? Hay. Oh my god. Bé lúc đó em còn bị kẹt cái tường nữa. Damn. Ok. Mẹ, em còn bị kẹt cái tường nữa chứ, tưởng chết tới nơi rồi. Đèn pin kìa, Trang cầm đèn pin kìa. Gì đây? Đâu, có không? Em làm gì có, em có cầm đâu. Bên này có cửa anh em ơi, qua cửa em này thấy vào được. Chúng ta cần mở tổng cộng là những cái cầu dao á. 8-9 cái gì đấy. Nó sẽ có đèn ở phía trên thì phải. À đúng rồi. Đây này, ví dụ như cái này là. Rồi, xong rồi. Xong một cái nữa rồi. Cái này xong chúng là mình đi, là mình được 3 cái không? Trong ào bóng ú. Được 3 cái á. Chưa được. Nó phải có đèn màu xanh mới được. Đèn xanh, đúng rồi. Rồi đi kiếm tiếp thôi. Vậy là mình cứ gạt qua gạt lại thôi á Hiểu. Mình được 3 cái rồi đó. Anh Hiểu sửa bao nhiêu cái rồi? Bãi nồi sửa 1 cái rồi. Ông sửa 2 cái rồi. 2 cái Dũng sửa. Dũng sửa 2 cái là thành 4 cái rồi đó. Vô luôn. Cái phòng này quen quá vậy? Hình như cái phòng là đường mình đi vào nè. Con gì đây? Con chó. Đóng cửa lại. Đóng cửa lại. Chó xanh. Sao đây? Bên kia có chó xanh. Ui phải. Lấy đèn pin chiếu vô nó là rồi mình chạy. Tại đèn pin này nè mày. Nó có like á. Nó kêu phải không? Nó đứng nó kêu phải không? Hả? Hình như bao rác thôi. Hội chứng của overthinking. Kia. Trưởng. Chỗ nữa kìa. Cửa lại đi anh. Một cái đèn. Ôi. Đây mọi người lại đây. Vào đây nhìn nè.
Qua đây nhìn nè. Dọi đèn vào mặt nó. Dọi đèn vào mặt nó. Coi chừng nha, coi chừng nó cắn nha. Chắc là phải có một người đứng đứng ở cái đèn kia để chết à. Ôi bị sanity rồi. Hết. Ôi chết tổ. Khoan, em chết Dũng rồi. Chết Dũng rồi. Dũng đi rồi. Đi thôi. Sơ đồ bên phải thôi. Đây đúng rồi, đây nè. Được rồi. Rồi, bắn luôn rồi. Bắn đủ rồi đấy. Nice. Yes sir. Qua được cái map này khó với trưởng. Tại vì cái bản đồ nó như cái mê cung ấy. Ui, con chó nó ở sau lưng ấy. Con chó nó assassin luôn. Vãi cả trưởng. Cái trang nó chạy được, còn tôi ở lại tôi chết. Nó ngay sau lưng tôi luôn. Nó đứng sau lưng cái sau cái cửa xong nó tát tao hiểu. Đúng rồi, vậy mình đang tìm nó ở đâu, nó ngay sau lưng mình ạ. Cút mà. Toàn cửa. Nhưng mà không sao, chúng ta đã qua được cái map mới rồi, cái map kia đi mệt quá. Ôi ông nhắc tôi mới nhớ, đây rồi tôi lụm được hai cái đèn pin nè. Hay quá. Thấy chưa? Ngon. Đấy sợ. Phải nhớ nhặt đèn pin. Ok. Cái gì đây? À, đây văn phòng này mọi người. Ui lại máy tính nữa này. Không vô được, à đưa vô được. Lại có nước ép nè, cứ không nước ép được. Anh ơi. Nốc lên em. À nó không có tăng não không? Tăng tốc độ chạy. Ôi bị khóa rồi. Ủa chạy nhanh đó, chạy nhanh vậy. À. Đồ nhiều như này có khi là map này căng đấy mọi người ơi. Đánh bot à. Đánh bot. Đánh bot. What the hell? Anh em ơi, bên này có cái phòng lạ lắm nè. Bên này có cái phòng lạ lắm. Vào đây. Ôi camera nè. Ồ không tương tác được cái gì nè. Reset camera. Reset camera. Vậy là phải làm gì đó với mấy cái camera. À. Ơ camera nè. Anh em à. Đâu á. Cái đâu camera đó? Đấy á. Mình đừng có để nó phát hiện mình. Nếu mà nó phát hiện mình rồi mình phải quay lại mình ấn cái nút reset camera. Phát hiện là. Vậy là như này là nó thấy mình rồi. Như này là nó thấy rồi đó. À. Cái màu đỏ là thấy rồi đúng không? Nhưng mà nó sẽ mở một cái cửa nào đó. Nếu mà không phát hiện được thì nó sẽ mở cho mình một cái cửa nào đó. Cửa nào ta? Sao mình biết cửa nào được? Ôi đây nè. Ôi đâu? đây rồi. Mình bị phát hiện rồi anh em ơi. Mình bị phát hiện rồi. Ui. Wow, đúng rồi bị phát hiện. Rồi quay lại. Hết rồi. Mà. Thế thì một người phải ở lại để xem à. Ờ đúng rồi phải. Ủa? có một người ở lại xem. Mà sao đéo ai nhặt, được cái không ai nhặt cái crowd bar à? Nhặt đi. Ờ đúng rồi. Ui, đúng rồi. Đúng này. Có khi cái crowd bar này dùng để đập cái cây đó đấy, đập cái camera ra đập thử ấy, anh nhìn nó ra đập thử ấy. Alo nghe, để tắt alo, cái... Alo, đáng nghe, okay. Dũng đang đi trong cái van nha. Ok, vậy là bị... anh Dũng đi. Nó có chữ spotted rồi, hình như phải reset lại mới được. Ủa, cửa mở rồi anh em thử vào, coi được không? Vào được, đúng rồi, vào được. Đang chờ nút em này. Bốn người vào nó mới tính qua màn. Ồ, ok. Đeo thì lâu vậy. Dũng đi rén dữ vậy. Dũng đang... Dũng bị là... lạc con mẹ nó rồi. Đang làm trial của hội sát thủ à. Đi lâu quá. Cái này khác gì chửi là Zino. Nó có 4 cái cam. Qua được một cái rồi. Anh em xem Dũng bảo gì. Mẹ à. Zino đúng cày. Qua được 2 cái rồi anh em ơi. Nice. Cố lên. Đây em đang. Ờ vừa nghe giọng Dũng ở đây này. Dũng ở gần rồi. Alo gần rồi phải không? Gần rồi. Nghe rồi. Ok. Cái thứ ba nằm đâu ra, nó có 4 cái lận. Ui. Căng nhỉ, màn này chill thế, chả thấy quái vật gì. Đúng rồi. Giả bộ với cái màn dưới hầm xe bãi cái liền. Bãi cái vừa tối vừa bị dí. Ui thôi xong rồi. Ôi, phát hiện cái bút qua. Cái cam cuối cùng bị phát hiện. Fuck. Cái này làm được. Cố lên, thưa ngài. Trời ơi. Biết rồi đấy, biết vị trí của 4 cái này rồi đấy. Gạt mát nữa thì thôi, luôn nằm chặt lên giường nằm ngủ là đẹp rồi đó. Anh em ơi.
Ui, nghe nghe tiếng anh rồi đó nha. Ôi, nhưng qua luôn rồi nè. Ơi, đi ơi, đi ơi. Mình nhanh thực sự. Đây, ok, speed run luôn mà. Ok, tắt mic Discord nha. Ok. Ok, cái gì đây? Nhà đẹp vãi bìu. Nhà của anh Hiếu à? Ui, nhà đẹp thế. Wow. Nhà này là phải của một đại gia nào đấy. Ui, cũng tiếng vãi nồi. Nhà anh mà đẹp nhà anh kéo cần làm YouTube rồi. Rồi, bốn bốn người bốn lon. Nhà mà đẹp thế này thì làm mẹ. Ui, ngon, đúng ngon. Cho thường dân. À không, ủa? Cái này là bình xịt công chúng. Rồi, mọi người ơi. Cái này giải đố tiếp rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình phải tìm manh mối gì sau đấy mình ấn các cái gì đúng rồi, cái đèn này nhận này. Thế là ấn cái đèn đầu tiên này. Em ờ đúng rồi, bấm vào phát là nó nhận rồi này, em cũng vừa bấm bên đây rồi nè. Nếu mà không đúng, nó sẽ mất luôn, mất đèn luôn. Không, đúng bây rồi, giờ mọi người nhìn này. Có một cái nữa đâu. Bây giờ mọi người để ý nha. Mọi người để ý này, nói tới đây. Này. Mọi người lại cái bức tranh này đi. Thấy con bé này không? Trẻ nhất. Xong đến ông nội này. Đó là nhỏ nhất. Đây, xong đến ông nội này. Đây. Từ bé đến lớn dần thì. Đó. Ơ kìa, sao em lại tụt não thế này mọi người ơi? Xong đến ông này là người trẻ nhì nè. Đó, thấy chưa? Ôi, ăn xong đến ông bên kia. Xong đến ông bên kia, đến ông bên góc bên này. Rồi mỗi người một hướng nha. Dũng là bé trẻ nhất nha. Từ từ em có chuẩn bị có FBI open đâu. Để Dũng ấn trước nè, Dũng ấn nè. Chưa ấn nè. Nó chưa reset hay là đợi một lúc à? Mấy cái kia rồi mới reset. Bấm hết đi, mọi người ấn hết luôn đi. Cái này thì nếu như Dũng biết cách vậy đó thì một mình Dũng nhấn xung quanh thôi chứ nhấn chia ra vậy sợ nó phải thời gian đâu. Ok, để nhấn nè. Thử ơi. Ồ, được kìa. Được kìa, đấy, trời ơi, đó. Dùng nói theo thứ tư mà. Đúng rồi. Thì đúng là theo, thì ý là theo thứ tự nhưng mà vấn đề là ok ok. Vấn đề là cái đó nên để một người nhấn thì nó sẽ theo trình tự của người đó luôn á, chứ bốn người lại Rồi, chết xem anh em ơi. Đi rồi. Sao vậy anh em? Gì đấy? Đâu? Bên này có cái chỗ nhét đồ nè. Nhét đồ. Này, nếu mà mình cho não quá trời luôn. Mình cho nó ăn thì nó sẽ thưởng cho mình. Có nghĩa là mình để đồ vào đây. Mọi người còn nhớ không? Ở map này nó cho mình bịch xịt côn trùng, có khi là bọn bướm ấy. Đúng rồi, lấy bịch xịt thích bọn bướm, hợp lý. Em có mang bịch xịt này, đây để em quăng cho mọi người này. Trời ơi, cái gì đây? Ê này, bướm này, xịt đi. Đây. À, anh Hiếu à? Anh không cầm, anh không cầm. Đây. Cái đó đi gần sang đi. Ôi, đúng rồi. Nó ra cái thạch rau câu ấy nè. Thạch rau câu. Nè, anh Hiếu. Thạch rau câu vị bướm à? Em vứt ra cho anh xem này. Nó nhìn giống với Lin luôn. Nó là rau câu thật mà. Jelly. đúng mà, nó nói điêu vậy mà đúng luôn. Thạch bướm ảo thật đấy. Alo, tôi vừa nhặt được cái thạch bướm. Bọn em đã tìm ra một thứ mà có thể fit đâm được rồi. Đây. Thạch bướm đúng rồi. Thạch bướm. Thạch bướm mà. Ném vô. Đó là một lại có ngày mình lại được ném vô cái này. Vị thật là độc đáo. Nó ăn mỗi lần ấy á. À đây nó bảo. Ôi, nó cho chìa khóa. Em sắp chết rồi. Rồi, lấy một chìa khóa rồi. Chết rồi. Em đây, sắp đây, chết. Đây, đồ nè, nó nước nè. Đây. Ôi, vậy đi kiếm nhanh, nó cần ba cái thịt bướm lên. Mới là cái chai tăng sức. Ôi, đây rồi, con cuối đây rồi. Ok, xin em xin cho. Oh yeah, nice. Đi về luôn. Nhanh ăn rồi, nhanh ăn rồi. Map này tụt máu kinh dữ luôn. Cái thạch bướm của Hiếu bỏ vô chưa? Bỏ rồi. Không biết nữa. Ơi, cửa này. Ơ, dụng Zenfire mở được phòng rồi này. Anh em ơi, về lại chỗ cũ. Oh yeah. Đây. Hay quá. Hay chỗ này không? Phải không? Cái này là đường. Đúng. Đúng. Ở đây. Cái này là Trang, tắt mic ở ngoài. Quay lại cái chỗ này mà. Ơ,
này quên. Không, không. Ba, 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 ba. Phải không? Ôi rồi ôi. Cửa này nó mở sẵn, mở sẵn. Như hôm đây mới đúng nè, nơi cái thang máy nè. Đây đây đây, đây thang máy nè, thang máy nè, đúng rồi nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Nhanh nhanh nhanh. Ôi chết rồi.